Xin chào các bác nhé. Hôm nay em đang có mặt ở một cái công trình nhà mới xây. Ở đây là cái lan can được làm từ sắt vuông. Hàng rào đúng không? Hàng rào Trung Quốc. Em cũng chưa thuộc mấy cái khái niệm về cái lĩnh vực này lắm. Đây là cái loại vật liệu sắt đặc 14-14 và khung bao là 30-30. Làm cái vật liệu này thì rẻ hơn là làm bằng inox. Tuy nhiên thì sử dụng cái công nghệ mạ sơn tĩnh điện này cho ra cái màu sắc rất là đẹp, cũng như là khả năng chịu nhiệt để chống chịu với oxy hóa rất là tốt. Bây giờ người ta đang rất là phát triển về cái phương pháp làm những cái loại vật liệu sơn tĩnh điện này, kể cả là có thể sơn lên hộp mạ kẽm, các mạ kẽm cũng như là sơn lên cả inox. Hạn như đây là cái cửa inox và sơn tĩnh điện tạo ra một cái màu nó rất là đẹp, trông nó hiện đại. Cái công nghệ sơn tĩnh điện này thì đây là một cái công nghệ sử dụng sơn bột, sau đó được phủ lên cái bề mặt của cái kim vật liệu này, rồi đem nung nóng để nó tạo ra cái sự liên kết rất là chặt chẽ để tạo ra cái sự bền bỉ cho cái vật liệu được sơn. Về giá thành thì cái loại vật liệu này với cái công nghệ sơn này thì nó cũng mới và cũng rất là khó, bởi vì phải nung đến nhiệt độ rất là cao thì nó mới có thể bám chắc vào cái loại vật liệu, nên là giá thành nó cũng cao hơn so với các cái loại sơn thông thường như là cái sơn chúng ta sử dụng sơn nước một chút. Giá thi công trọn gói đối với cái loại này, sắt đặc như này tính theo kg nó rơi vào khoảng từ 40 đến 50 ngàn đồng cân, vẫn rẻ hơn inox rất là nhiều. Đây là anh em bên cơ khí Duy Thường, điện thoại 0962 911 537. Anh em có, các bác có nhu cầu làm các cái công trình về sắt thép thì liên hệ với bác Thường. Đây là loại lan can sử dụng bằng hộp nắn hoa văn và sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện. Đây cho các bác xem cái vừa em quay ở cái kia, nó hơi bị ngược sáng, ngược ánh sáng một chút thì nó nhìn nó không được chính xác và rõ ràng lắm. Đây là cái loại lan can và được làm bằng hộp mạ kẽm này. Đây cũng là hộp đó, hộp nắn ra này, nắn thành các cái dạng hoa văn rất là đẹp. Sau đó thì là sử dụng cái công nghệ sơn tĩnh điện để tạo ra một cái lớp sơn như thế này, rất là mịn, không chỉ mịn mà còn bền. Đây là một ngôi nhà 3 tầng, mái bạc, khí mặt đằng trước thì bán tôn. Cái dòng tôn này cũng là tôn của bên em cung cấp, là tôn xốp 3 lớp, vi nha, màu lông chuột. Chủ nhà này rất thích màu lông chuột, hầu như tất cả các loại cái thiết bị của tôi đều chọn là màu lông chuột, từ cửa cho đến nang lan can, tất cả đều chọn màu lông chuột hết. Không hiểu sao lại cứ cái xà này không sơn một nốt màu lông chuột. Đối với công trình mái tôn như thế này thì hiện tại là các bác các cơ khí ở đây đang thi công với giá khoảng 300-400 ngàn. Từ cái loại rẻ cho cái loại chất lượng cao, hoặc mét vuông hoàn thiện. Còn váy là cái loại một lớp, váy tôn một lớp thì tính giá rẻ hơn một chút. Còn công trình nó cũng tùy thuộc vào công trình lớn hay nhỏ để mới có được cái giá chính xác. Hai từ.
tận đấy. Bỏ nhá. Vâng, đối với cái loại lan can như thế này thì bên cơ khí của chúng em sẽ làm tại nhà, gia công và sơn tĩnh điện tại nhà. Sơn có thể sơn rất là nhiều màu khác nhau, sau đó thì đem đến công trình chỉ việc lắp ghép thôi. Để mà lắp ghép những cái lan can này là những cái hàng rào vào với công trình thì sẽ khoan vào tường và phần chân mái, bắn sâu vít nở, sau đó thì sẽ hàn trực tiếp lên những cái con vít đó. Như vậy thì nó sẽ rất là chắc chắn. Và mỗi một cái đầu của những cái thanh hộp này sẽ có những cái đầu tiếp xúc với tường, mép tường sẽ có những cái đầu bịt inox cũng được sơn tĩnh điện, tạo ra cái sự mềm mại và thẩm mỹ cho cái lan can. Vâng, và cái video hôm nay của em xin được phép kết thúc ở đây. Nếu mà mọi người có cái nhu cầu về mua vật liệu chế tạo cơ khí, vật liệu lợp mái như là tôn hoặc loại các loại ống hộp mạ kẽm, các loại sắt đặc làm hàng rào chẳng hạn, hay muốn được báo giá thi công trọn gói cho các cái loại hàng rào, lan can, các cái công trình xây dựng của nhà mình thì có thể liên hệ với các cái số điện thoại em đã để ở dưới phía dưới bên trái của video. Đấy thì quý vị có thể liên hệ. Rất là hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người và xin cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video.